liên quan vụ cầu treo rạch ráng bắc qua sông Ông Đốc thuộc huyện Trần Văn Thời, Cà Mau có tải trọng 3,5 tấn bị hư hỏng, biến dạng lan can vì xe tải 31 tấn đi qua. Ngày 3 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã khởi tố tài xế xe tải. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngoại đối với tài xế Phùng Đăng Phi, 31 tuổi, ngụ xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi để điều tra về vi phạm an toàn giao thông. Cùng ngày, ông Dương Ngọc Kiệm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Liêm Duyên Hải, chủ đầu tư cầu treo cho biết đã sửa chữa cầu xong và đã thông xe phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán. Ông Kiệm cho biết, trước mắt chúng tôi bỏ chi phí sửa chữa cầu hơn 1 tỷ đồng để phục vụ việc đi lại cho người dân và chờ vụ việc đưa ra tòa phán quyết. Trước đó, ngày 16 tháng 10 năm 2023, xe tải BS76H00416 do tài xế Phùng Đăng Phi điều khiển di chuyển qua cầu Rạch Ráng theo hướng từ bờ Bắc sang bờ Nam Sông Đốc tại ấp công nghiệp xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời. Xe tải này có tải trọng 17,9 tấn, nhưng tải trọng thực tế lúc lưu thông qua cầu là 31 tấn, bao gồm hàng hóa. Trong khi đó, biển báo tải trọng của cầu treo rạch ráng là 3,5 tấn, dẫn đến cầu hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông qua cầu. Sau sự cố, đơn vị quản lý cầu cho ngưng lưu thông ô tô, chỉ cho xe máy di chuyển qua lại nhằm giảm ùn tắc. Theo Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, ước thiệt hại theo báo cáo của chủ đầu tư cầu khoảng 5 tỷ đồng. Liên quan vụ việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời chỉ đạo ban an toàn giao thông huyện xem xét trách nhiệm của phó trưởng công an huyện kiêm phó trưởng ban thường trực ban an toàn giao thông huyện do trong kiểm tra, chỉ đạo tuần tra kiểm soát và xử lý đối với xe quá tải trọng chưa chặt chẽ để xảy ra vụ việc. Đồng thời, nghiêm khắc phê bình tập thể và đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trần Văn Thời do trong triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý xe quá tải trọng chưa chặt chẽ để xảy ra vi phạm nhưng không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.